Vâng, xin chào anh em. Hôm nay Good Audio giới thiệu anh em bộ dàn Victor Model UX-VKF5. Bộ dàn về còn rất đẹp, hình thức còn rất đẹp và nguyên bản hết anh em nhé. Và hôm nay em xin giới thiệu đôi loa 3 way công suất 40W cặp, loa bass 10, gân cao su màng carbon, chép màng giấy, chép titan, chung giấy. Rất là đẹp anh em nhé. Bộ dàn với kích thước như sau: chiều rộng 44 cm, chiều cao là 26 cm và chiều sâu là 33 cm. Kích thước rất gọn để các bác đặt phòng ngủ hoặc trang trí decor phòng khách. Bộ dàn hàng nguyên zin Nhật, chạy điện 100V với các chức năng như sau. CD, em sẽ test luôn CD cho các bác. Ngoài ra còn có cả MD. Nếu anh em chơi nhạc thì sử dụng đĩa MD rất là hay nhé. Dòng đĩa MD nó sẽ không bị xước đĩa, vấp đĩa. Đấy, CD đọc rất là nhanh anh em nhé. Còn Victor thì CD không kén đĩa. Đây, MD. MD chạy ok anh em nhé. Ngoài ra nó có phần FM. FM dòng này là nó sẽ full tần số luôn. Em chuyển về FM. FM là full tần số Việt Nam anh em nhé. Đấy, anh em có thể nghe đài FM rất là thích. Còn đây là AUX, kết nối với điện thoại, máy tính, TV, rất tiện lợi. Bộ dàn này bên em bán với giá là 1.300.000 đồng, giá chưa bao gồm đổi nguồn và phí ship. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại 0357 518 999 hoặc Zalo 0357 518 999. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.